nhìn thật kỹ nhé, đây là cây dạ hợp. Đây, bên gốc của nó, ngang gốc của nó khoảng 20. Chân bệ nó khá là đẹp. Chân bệ rất là đẹp. Người nhìn đây. Xoay ngang một chút nhé. Cây dạ hợp với cây cây hoa trứng nó lá nó khá giống nhau. Dạ hợp thì lá nó dài hơn. Đấy, các bạn này, đây là cái nụ của nó này. Đấy, nụ đây. Đấy, nụ. Ta sẽ xem cái mặt bên này. Rồi cái cây thứ hai, cây này thì nhỏ hơn, nó nằm ở kế bên này. Cây này thì cái chân bệ của nó hơi giấu kín ở bên dưới, nằm sâu bên dưới. Hơi mờ đúng không? Này mới chân bệ thì chắc chắn là rất là đẹp. Cái này bạn cho vào chậu hoặc là chúng ta chơi bên ngoài cũng rất là đẹp. Cây này cao khoảng mét mét 6. Cây rất là già các bác nhé. Cây rất là già. Rồi, chúng ta sang tiếp theo đi. Đây, cạnh. Bởi vì chúng tôi bán một phần rồi. Một số các cái cây được bán dần dần khách nha. Cây này cao mét, tôi nghĩ là mét rưỡi. Rồi, xem xuống phần chân bệ này. Chân bệ cây này thì cũng được lấp ở bên dưới, không nhìn rõ. Tuy nhiên thì cây này mà moi nó ra thì người ta sẽ nhìn đều có chân bệ hết. Cây tuổi đời rất là già. Cây có tuổi hết các bạn. Nằm đất lâu năm rồi. Rồi, chúng ta sang cái cây thứ ba. Cây thứ tư. Cái này thì cái này cao mét mét 7. Mình sẽ quan sát gốc thử các bạn. Đây là nụ, nụ hoa này. Chưa bung hoa mà nụ nó đây. Nụ đây các bác. Cây dạ hợp. Ai mà yêu thích cái dòng này thì ok inbox nhé, gọi điện. Rồi chúng ta sẽ sang cây thứ năm. Cây thứ năm cao 2 mét. Cao 2 mét. Này chúng ta chơi dáng trực cũng rất là hay. Bới cái chân bệ xem. Cái này vanh nó thì rơi vào khoảng vanh 5-6 phân thôi. Đây các bạn. Nó có cái tử rất là đẹp. Cái tử đây. Rồi. Chúng ta xem sang cây thứ 6. Sau đây. Cái này cao
1m75. Đây chân bệ đây. Khi chúng ta bới ra thì cũng rất là đẹp. Chân bệ nó đều có chân củ hết này. Đều có củ bệ. Đây, góc này thì chúng ta nhìn thấy bệ. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Tiếp đi, cái này củ bệ cũng rất là đẹp này. Cái này là cây thứ 7. Đây các bác. Đây củ bệ nó này. Dạ hợp hương. Một loại hoa cũng rất là đẹp luôn. Hoa đây. Đây hoa đây các bác. Đấy. Cái này là cây thứ 8 các bác nhé. Cây cao. Cái này cao 1m8 này. 1m8 2m đấy. Cái này gồm hai thân nhưng mà cái chân của nó, tôi sẽ kéo cái chân này ra cho các bạn xem, nó đều có củ bệ hết, có cái là mình moi chưa hết ra này, đều có chân bệ củ bệ hết. Rồi chúng ta sẽ sang cây thứ 9. Cây thứ 9 ở đây, cây này cao 1m8, hơi siêu một chút, chắc là gió lay lay, bị lay như vậy thôi. Đây, đây là củ bệ. Củ bệ cây này cũng khá là dị, rất quái dị cây này. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Hơi siêu một chút, cây này cực kỳ già, cây số 10 đấy các bạn. Đây. Cái này ngón chân cái, gấp đôi ngón chân cái. Đều chân bệ hết nếu mà bới ra. Sang tiếp cái cây thứ 11. Cái này thì nhìn rõ chân bệ luôn. Đấy. Chân bệ. Của cây này rất là đẹp. Cái này. Chơi cụm rừng được, chơi bonsai cũng rất là đẹp. Cây nó có tuổi đời. Tìm những cây có tuổi này cũng rất là khó các bạn. Sang cây thứ 12 các bác nhé. Cái này thì không thấy chân đâu, nhưng mà chắc chắn là bới ra là thì cũng có đấy. Cái này cao khoảng 1m7. Trung bình như vậy. Sang cây thứ 13. Cái này thì không có chân bệ đâu, nhưng mà
bới ra thì cũng chắc chắn là sẽ có chân bệ đẹp. Như cây này mình quay rồi xem nhé, khi là cũng lẫn này. Vậy như vậy là tôi vừa quay cho các bạn tổng là 13 cây, có thể là hơn kém một nhau một cây gì đấy. Đấy luôn. Thì các bạn xem kỹ video nhé và cho tôi các cái bình luận, hoặc là nếu anh em nào muốn sở hữu đặt hàng thì cũng liên lạc sớm cho tôi. Đấy, này cái chân cái này thì miễn chê, rất đẹp, tự nhiên, cây cốt rất là đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bạn.